bụi bẩn, không lo nắng gắt, không ngại mưa rồng. Sơn Ba Bể bảo vệ ngôi nhà của bạn. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0926 933 999 để đăng ký trở thành đại lý phân phối độc quyền ngay hôm nay. Xây nhà Mắc Hôm, chọn Sơn Mắc Hôm. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương mục Nhà đẹp của Mắc Hôm. Ngày hôm nay, Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà do Mắc Hôm trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà một tầng mái Thái với chủ đầu tư là gia đình anh Thôn ở Bình Dương. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ghé thăm nhà anh Thôn để xem kiến trúc sư của Mắc Hôm đã thiết kế ngôi nhà như thế nào nhé. Trước khi bắt đầu giới thiệu về ngôi nhà của anh Thôn thì em cũng muốn nói qua một số vấn đề nhỏ nhỏ, đó chính là nhiều quý vị sẽ thắc mắc là vì sao Mắc Hôm chúng tôi lại đăng tải rất là nhiều mẫu nhà chứ không phải là cố định một cái loại như là tân cổ điển hay là hiện đại hay một cái cấu trúc nào hết. Bởi vì rõ ràng mỗi gia chủ sẽ có những cái sở thích khác nhau quý vị nhé. Có những gia chủ họ yêu thích, rõ ràng luôn họ đến với Mắc Hôm họ nói là tôi muốn ngôi nhà của tôi là phải thiệt là nhìn vào là phải thấy sang trọng liền. Thì đương nhiên kiến trúc sư họ sẽ ưu tiên cho cái sự sang trọng và thông thường sẽ là nhà tân cổ điển. Còn có những gia chủ họ nói là nếu mà tôi nhìn những cái nhà giống nhau tôi lại nhàm chán quá, tôi thích cái mẫu nhà nó nhìn vào là thấy sự khác biệt liền, tôi muốn sự nổi bật so với những ngôi nhà ở trong cái vùng tỉnh của tôi hoặc là trong thành phố của tôi. Vậy thì kiến trúc sư họ lại phải thiết kế lên những cái mẫu nhà có sự sáng tạo, sự phá cách, và đó là những mẫu nhà hiện đại mới mẻ nhất. Tuy nhiên cũng có những gia chủ thì họ lại không suy nghĩ như vậy, họ lại muốn một cái mẫu nhà nhìn nó thật là bình dị mà nó vẫn đủ nổi bật thôi chứ không cần quá nổi bật. Vậy thì kiến trúc sư của Mắc Hôm lại tư vấn cho họ những kiểu nhà có thể là nhà một tầng, nhà vừa một tầng như nhà anh Thông đây, một cái kiểu nhà nhìn vào vẫn thấy cái sự giản dị nhưng nó vẫn khá là thu hút. Nói chung là mỗi gia chủ sẽ có những yêu cầu khác nhau về ngôi nhà của mình. Quý vị có thể thấy trên kênh YouTube Mắc Hôm cũng như là Nhà đẹp Mắc Hôm thì mỗi ngày chúng tôi được cập nhật những mẫu thiết kế mới nhất do những quý khách hàng trên khắp cả nước đã đặt và chúng tôi sẽ giới thiệu lại cho quý vị nhé. Ngoài ra nếu quý vị chúng ta quan tâm về lĩnh vực nội thất, một lĩnh vực mà em nghĩ nó cũng phải gọi là gắn liền với ngoại thất đúng không ạ? Nội thất và ngoại thất không bao giờ tách rời được. Thì quý vị cũng có thể truy cập vào kênh YouTube Smart Home Nội thất trọn gói. Kênh này là chúng tôi đã gắn liên vào hình ảnh ở trên, ngay ở trên trang chủ của YouTube của Mắc Hôm nè. Quý vị có thể thấy chúng ta ấn vào qua trang Smart Home để theo dõi những mẫu nội thất mới nhất. Chúng tôi cũng cập nhật gần như là mỗi ngày quý vị nhé. Thời gian này thì chúng tôi có khá là nhiều chương trình khuyến mãi áp dụng từ đây cho đến cuối năm. Ở trên kênh YouTube của Mắc Hôm và cả Smart Home nữa thì chúng tôi đều có những chương trình khuyến mãi hết. Cho nên quý vị nào mà chúng ta gọi là đã tích lũy một số tiền rồi mong muốn gọi là thi công trong thời gian này thì đừng ngần ngại, hãy nhấc điện thoại lên và gọi ngay đến những số hotline đang chạy trên màn hình này để cho nhân viên chúng tôi sẽ tư vấn quý vị trong thời gian sớm nhất nhé. Đó là về những thông tin gọi là nói vui là quảng cáo đến với tất cả quý vị để mà chúng ta nắm. Bây giờ em sẽ trở lại chủ đề chính mà em muốn giới thiệu quý vị ngày hôm nay, đó chính là mẫu nhà của anh Thung ở Bình Dương. Với mẫu nhà này thì thật sự cái nhìn đầu tiên thôi thì em nghĩ nó cũng sẽ chinh phục được khá khá quý khách hàng đúng không ạ? Bởi vì cái thiết kế phải gọi là rất là chỉnh chu và đẹp mắt. Mẫu nhà này đối với quý vị đây là phong cách gì? Như em nói lúc đầu tiên thì em nghĩ nếu với những ai mà chưa rành về kiến trúc thì sẽ là khó, nhưng mà những ai mà đã xem gọi là fan của Mắc Hôm, xem vào quá nhiều mẫu nhà của Mắc Hôm thì không quá xa lạ với cái phong cách này đúng không ạ? Đây chính là phong cách tân cổ điển được thể hiện rất là rõ quý nhìn giúp em ở những chi tiết như là ở mặt sảnh chính đi, ở ngay mặt tiền á, quý vị nhìn là sẽ có những cái cấu trúc vòm này, ngay phần mái này, những cái đường cong rất là duyên dáng, đặc trưng rất rõ phong cách tân cổ điển. Hay là ở những cái phào chỉ chạy dọc theo ngôi nhà, hay là những cái cột này quý vị thấy cũng được thiết kế khá là tinh xảo và đẹp mắt. Với phong cách tân cổ điển thì nó sẽ luôn chú trọng đến cái sự sang trọng và quý phái, thì cũng thấy rõ ràng ngôi nhà này toát lên được cái điều đó đúng không ạ? Điều thứ hai em muốn nói đến ở ngôi nhà của anh Thung đó chính là ở phần mái. Một lần nữa thì cho em hỏi quý vị là mái này là loại mái gì ạ?
chắc An cũng không phải là làm khó được với những ai mà theo dõi nhiều đúng không ạ? Đây chính là máy Thái, một loại máy mà luôn được gọi là loại máy cao như quý vị ha. Bởi vì nó sẽ tôn lên chiều cao ngôi nhà khá là nhiều. Mà An về máy Thái thì An đã bàn khá là nhiều về ưu điểm của nó rồi. Vậy thì quý vị chúng ta có biết là khi mà chúng ta muốn lợp ngói nhà máy Thái thì chúng ta cần phải biết những cái điều gì hay không? Đây không phải là điều ai cũng biết đúng không ạ? Cho nên ngày hôm nay An sẽ xin một ít phút để An nói về cái việc mà những lưu ý cần biết khi mà chúng ta lợp ngói nhà là máy Thái. Trước khi mà chúng ta thi công lợp ngói máy Thái thì quý vị nên đo đạc và tính toán thật chuẩn trước khi thi công. Và độ dốc đẹp nhất cho kiểu nhà này là tầm 30 độ, chiều xuôi mái ngói tối đa là 10m. Quý vị lưu ý những cái thông số này nhé. Với những nhà mái có độ dốc 45 độ thì có thể lựa chọn mái ngói có độ xuôi là từ 10 cho đến 15m. Tốt nhất thì quý vị nên lợp một hàng dưới thật chuẩn, sau đó lợp dần lên trên. Đây là về kỹ thuật để lợp mái ngói. Và để lợp ngói chuẩn thì quý vị lợp từ phải sang trái và từ dưới lên trên. Chú ý các khoảng cách của các ngói đều và đủ, không được khít quá hay cách xa quá. Và trong quá trình lợp ngói thì quý vị nên cẩn thận khi bước lên ngói nhằm tránh vỡ ngói và mất an toàn cho người lợp. Sau khi lợp xong thì nên vệ sinh cho mái, lấy khăn lau chùi mái khi đã hoàn thành xong. Để mái Thái được đẹp cũng như bảo vệ tốt cho mái thì quý vị có thể dùng sơn quét cho mái nhé. Đây là những cái điều mà An nghĩ là không phải dành cho gia chủ không, mà đặc biệt là dành cho những người thợ thi công. Cho nên quý vị nào mà nếu mà chúng ta trong quá trình nhà chúng ta đang thi công thì cũng có thể để ý xem là những người thợ chúng ta làm việc thì họ có để ý kỹ về những cái phần này không, để chúng ta có được một cái kết quả là cái mái ngói thật là đẹp nhé. Đó là về phần mái Thái. Và với ngôi nhà này thì mái Thái đã phát huy tác dụng tối đa của nó khi nó mang đến cái vẻ đẹp thẩm mỹ, về cái công năng chống nước mưa, chống nóng, về cả về phong thủy nữa cho một ngôi nhà vườn một tầng. Nhắc đến nhà vườn một tầng thì sẽ có rất là nhiều ý kiến trái chiều, có người thích, có người không. Cái người mà không thích thì họ lại ý kiến là nhà vườn một tầng thì tôi nhìn tôi thấy nó thấp bé quá, tôi nghĩ là chỉ dành cho những ai mà không có nhiều tiền mà thôi. Còn nếu mà tôi có nhiều tiền thì tôi xây nhà 2-3 tầng ở cho sướng, chi mà xây một cái nhà một tầng để làm cái gì. Đó là một số ý kiến mà An nhận được của những người tạm gọi là không thích nhà vườn một tầng. Vậy thì đó có phải là điều mà tất cả ai cũng đồng ý không ạ? Thì chắc chắn là không rồi, bởi vì rõ ràng ví dụ nhà anh Thông đây vẫn có những gia chủ họ ưa chuộng loại nhà vườn một tầng. Vậy thì ưu điểm của nó là gì? Như quý vị cũng đã biết, nhà vườn một tầng thì sẽ không có cầu thang, do đó thứ nhất là tiết kiệm thời gian của chúng ta, cái việc di chuyển trong ngày. Nếu quý vị để ý đi, nếu mà nhà chúng ta là nhà cao tầng thì cái thời gian ta đi lên đi xuống cái cầu thang nó cũng mất khá thời gian của chúng ta, đặc biệt là khi quý vị mà chúng ta trễ một cái gì đó thì chúng ta sẽ cảm giác là ôi tôi muốn đi thật là nhanh, thì cái cầu thang sẽ chướng ngại. Do đó ưu điểm đầu tiên là không có cái cầu thang, nó sẽ tiết kiệm được thời gian di chuyển. Và cũng chính nhờ không có cầu thang đó mà sẽ an toàn hơn cho chúng ta. Đặc biệt là nhà nào mà chúng ta có trẻ em á, là An nghĩ là những vị phụ huynh sẽ hiểu rõ nhất đúng không ạ? Những đứa trẻ thì nó rất là năng động, nó cứ chạy lên chạy xuống thì chúng ta rất là, đôi khi chúng ta cũng lo ngại cho cái cầu thang, lỡ mà có vấn đề gì xảy ra đúng không ạ? Nếu mà nhà vườn một tầng thì chúng ta sẽ giảm đi được cái mối lo đó, nó sẽ đảm bảo an toàn hơn cho các thành viên gia đình. Và cái ưu điểm thứ ba thì cái ưu điểm này An nghĩ là cũng khá là hợp lý, đó chính là nó sẽ, nhà vườn một tầng thì cái chiều cao nó thấp cho nên nó sẽ gọi là hài hòa với thiên nhiên xung quanh hơn, gió vào ngôi nhà cũng sẽ mát mẻ hơn là nhà cao tầng. Nhà cao tầng thì quý vị có đồng ý An không, là càng lên cao thì gần mặt trời hơn, đặc biệt là những mùa hè thì những cái tầng trên càng lên trên thì nó càng nóng. Do đó nhà một tầng nó sẽ phát huy tác dụng của nó lúc này. Còn cái việc mà về chi phí thì rõ ràng đương nhiên nếu như cùng một diện tích đất thì nhà cao tầng nó sẽ xây dựng nó sẽ đắt đỏ hơn nhà một tầng, thì đó là chuyện đương nhiên. Nhưng có một cái điều quý vị cũng lưu ý cho An là những gia chủ mà họ xây dựng nhà vườn một tầng thì diện tích đất của họ không hề nhỏ nha quý vị ha. Rõ ràng An thấy đa phần họ phải có một diện tích đất rất là rộng rãi, thoải mái thì họ mới ưa chuộng cái loại hình là nhà vườn một tầng như vậy. Do đó cái việc mà chi phí thì nó cũng là cái vấn đề
Không hẳn đâu. Tại vì có khi là nhà quý vị nhà cao tầng nhưng mà diện tích đất quý vị nhỏ hơn một cái nhà một tầng thì chi phí chúng ta cũng chưa thể nói được nhà nào hơn nhà nào. Do đó là vấn đề sở thích mà thôi và tùy theo mong muốn của gia chủ. Gọi là ngày hôm nay thì nhà vừa một tầng nên em hơi gọi là hơi binh hơi binh nhà vừa một tầng một chút xíu. Cho nên là quý vị em nghĩ là đó, nếu mà chúng ta thích thì chúng ta cứ triển khai mà thôi, không cần phải quá bận tâm về những cái ý kiến trái chiều làm gì. Điều nữa mà ngôi nhà này em cũng muốn nói đến đó chính là màu sắc của ngôi nhà. Ngôi nhà này quý vị sẽ thấy rất là rõ, sẽ chỉ về màu sơn nhé, thì chỉ sử dụng hai cái tông màu chính mà thôi, đó là màu trắng và màu xanh ghi. Xanh ghi là màu kết hợp giữa màu xanh và màu ghi xám á quý vị ha, nó tạo thành một cái màu cũng khá là đặc biệt. Kết hợp thêm cái mái ngói màu xanh dương ở trên nữa thì quả thật ngôi nhà nhìn khá là thanh lịch. Như quý vị thấy ở đây chúng tôi sẽ có một cái gọi là bảng chỉ định màu sơn của công trình, và bên dưới chúng tôi sẽ ký hiệu hai cái mã màu sơn là MH3375T và MH trắng. Hai cái mã màu này nó sẽ tương ứng với hai cái màu sơn của mắt hôn chúng tôi luôn. Và như quý vị đã biết thì rõ ràng nếu mà chúng ta ra một cái tiệm sơn bất kỳ sẽ thấy là quá nhiều thương hiệu đúng không ạ? Hàng trăm thương hiệu khác nhau. Vậy chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại sơn như thế nào để chất lượng? Với mắt hôn chúng tôi thì hiểu được cái sự lăn tăn đó của khách hàng, chúng tôi đã cho ra mắt cái dòng sơn cột mát là mắt hôn luôn, để quý vị chúng ta có thể yên tâm là cái màu sơn và cái màu bản vẽ 3D nó sẽ có sự chuẩn xác nhất, không cần lo ngại là râu ông này cắm cắm bà kia, cái sự chênh lệch với nhau, quý vị không lo sợ điều đó nhé. Do đó nếu quý vị đã tin tưởng về nhà mắt hôn thì không có lý do gì để từ chối sơn mắt hôn đúng không ạ? Đó là về những thông tin em nghĩ là cung cấp quý vị về ngoại thất của ngôi nhà này. Một ngôi nhà mà em nghĩ là cũng phải 9 trên 10 đấy ạ. Rất là đẹp. Bây giờ anh sẽ dẫn quý vị chúng ta tiến vào bên trong bằng cách chúng ta sẽ đọc những mặt bằng của ngôi nhà của anh Thông nhé. Đầu tiên thì em sẽ đọc đến mặt bằng định vị công trình của ngôi nhà này. Mặt bằng định vị nó sẽ giúp cho quý vị chúng ta nắm được gọi là vị trí của khu đất, vị trí của ngôi nhà so với tổng quan khu đất và những cái trục đường. Thì rất là dễ dàng nhìn thấy ở đây từ sảnh chính nè, trên bản vẽ này rất rõ luôn, hai kiến trúc sư đã ký hiệu chữ sảnh chính cho quý vị luôn rồi nè. Từ sảnh chính ra đến, ở ngoài đây có chữ HLATGT, đây là ký hiệu cho cái chữ hành lang an toàn giao thông quý vị nhé. Vậy thì từ mặt tiền cho đến hành lang an toàn giao thông sẽ là 10m. Một số quý vị sẽ thắc mắc là hành lang an toàn giao thông là gì, thì em cũng xin gọi là định nghĩa cho quý vị để nắm luôn. Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Và trong đó thì đất của đường bộ là phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng, về phần đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình của đường bộ. Nói nôm na là nó sẽ là cái phần đất mà nó sẽ gắn liền gần với cái phần mặt đường, cái đường mà chúng ta sẽ di chuyển đó, thì đó gọi là hành lang an toàn giao thông quý vị nhé. Và tiếp theo một cái điều mà em cũng muốn nói đến đó là quý vị sẽ phải xác định giúp em là cái hướng nhà của ngôi nhà này. Thì cũng nhìn từ sảnh chính thôi, từ mặt tiền nè, so sánh với góc hoa tiêu nằm bên góc trái của bản vẽ thì ta sẽ dễ dàng nhận ra ngôi nhà của anh Thông sẽ nằm hướng đông bắc quý vị nhé. Quý vị hãy nhìn lại giúp em xem là em có xác định đúng không nhé, hãy comment bên dưới. Tiếp theo chúng ta sẽ đọc đến mặt bằng nội thất của ngôi nhà này. Ngôi nhà một tầng thì đương nhiên chỉ có một bản vẽ mặt bằng mà thôi. Ở đây thì vừa nhìn vào bản vẽ này ta phải xác định được giúp em đó là chiều dài và chiều rộng của ngôi nhà. Chiều dài ngôi nhà ở đây ăn đọc được là 17,9m và chiều rộng là 11,7m. Tiếp theo ta phải quan sát đến diện tích sử dụng. Thông thường ta phải tính gọi là cộng trừ nhân chia rất là nhiều, nhưng mà trong bản vẽ này thì rất là cảm ơn kiến trúc sư của Mắt Hôn là bạn đã tính sẵn cái diện tích ở đây luôn rồi nè quý vị ha, là 150m2. Ồ, một ngôi nhà một tầng mà 150m2 thì diện tích em thấy cũng khá là thoải mái để chúng ta bài trí công năng rồi đúng không ạ? Tiếp theo ta sẽ quan sát về những cách phân chia không gian ngôi nhà ha. Từ sảnh chính bước vào ta bắt gặp một phòng khách nè, cạnh bên là phòng thờ, nối qua bên đây là phòng bếp ăn, và căn nhà thì sẽ có
3 phòng ngủ và có 1, 2, 3 nhà vệ sinh luôn. Khá là tiện nghi quý vị nhé. Về lối tiếp cận thì ngôi nhà sẽ có tổng cộng là 3 lối tiếp cận, một lối từ cửa chính vào phòng khách, một lối từ phòng bếp ăn ra sảnh phụ và một lối cửa hậu. Ba lối này nó sẽ giúp làm nhiệm vụ điều hòa không khí cho ngôi nhà, khiến ngôi nhà của ta luôn mát mẻ, tránh cái cảm giác tù túng và ngột ngạt. Tiếp theo em sẽ muốn nói đến một chút xíu đó là về phong thủy của ngôi nhà này. Về phòng khách trước đi, thì có một cái điều liên quan phong thủy phòng khách em muốn chia sẻ quý vị, đó chính là vị trí tài lộc không được để lộ ra bên ngoài. Vậy thì vị trí tài lộc hay là gọi là góc tài lộc là gì? Góc tài lộc nằm ở vị trí đường chéo bên trái hoặc bên phải tính từ lối cửa. Và cái vị trí tài lộc này thì quý vị chúng ta cần phải tham khảo khá là kỹ về thầy phong thủy để nắm được. Và cũng yên tâm là kiến trúc sư của Mắt Hôn tôi sẽ tính toán rất là kỹ cái thông số này cho quý vị nhé. Tiếp theo là về phòng bếp ăn thì một điều phong thủy cũng muốn nói đó chính là nhà bếp phải luôn luôn cần sự gọn gàng và ngăn nắp thì may mắn nó mới tới nha quý vị ha. Cái này thì nghe giống như là một cái gọi là nghe cứ nghe nhăn nhãn ở đâu đó, nhưng mà thật sự về phong thủy nó cũng rất là quan trọng. Một căn bếp khi chúng ta mà xuề xòa mà nó không gọn gàng thì nó cũng rất khó để mà chúng ta có may mắn. Và cuối cùng một điều mà em cũng muốn nói là về phong thủy của phòng thờ, một cái gian phòng gọi là cung kính nhất, thì không nên đặt bàn thờ gần phòng bếp. Khi lựa chọn đặt vị trí bàn thờ theo phong thủy, lưu ý không nên đặt gần bếp. Điều này có thể gây ra hỏa sát rất nặng, không những làm ảnh hưởng đến phong thủy khác của gia đình mà còn khiến gia đình vận thế giảm sút không ổn định. Và quý vị có thể thấy ở đây kiến trúc sư của Mắt Hôn tôi đã tách biệt khu vực bếp ăn và khu vực phòng thờ khá là xa nhau, đảm bảo về phong thủy. Sau đây, Nhật An xin giới thiệu đến quý vị một phần rất quan trọng trước khi bắt đầu xây dựng, đó chính là dự toán. Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng, được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc, xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn trình bày minh bạch, rõ ràng bảng giá, hình ảnh, chủng loại vật tư, vật liệu xây dựng để khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và giám sát. Mục đích của việc lập dự toán là giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền phải chi trả để có được công trình hoặc hạng mục công trình mong muốn. Mắt Hôn cam kết tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định của nhà nước Việt Nam. Và đây ngày hôm nay Nhật An đã review quý vị về nhà của anh Thông ở Bình Dương, một mẫu nhà vườn tân cổ điển khá là sang trọng và bắt mắt đúng không ạ? Nếu quý vị chúng ta yêu thích mẫu nhà của anh Thôn thì hãy hoặc là muốn gọi là sở hữu cái bản vẽ này cũng như là được thi công ngôi nhà giống như vậy thì hãy nhanh chóng gọi là nhấc điện thoại lên alo nghe những số hotline của Mắt Hôn hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên của Mắt Hôn sẽ hỗ trợ quý vị trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.